từ tháng 10 năm nay, dự án xây dựng công cụ dự báo thân thiện với người dùng trong phòng chống sốt xuất số huyết Dens ở Việt Nam chính thức được triển khai tại các tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Dự án do Đại học Queensland Úc diện trợ từ nguồn quỹ Welcome của Anh triển khai trong giai đoạn 2023-2028 nhằm giải quyết các gánh nặng bệnh tật cho người dân và hệ thống y tế của Việt Nam Mục tiêu của dự án là xây dựng được công cụ dự báo sớm dịch sốt xuất số huyết Dengue ở tuyến huyện, xã ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long, xây dựng phần mềm tích hợp trên điện thoại, máy tính thuận tiện cho cán bộ y tế và người dân, từ đó chủ động triển khai kịp thời các hoạt động can thiệp phòng chống dịch sốt xuất số huyết Dengue, góp phần làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong.